Hello, xin chào các anh em đã quay trở lại với Phạm Ban Auto. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để trả lời cái câu hỏi của anh Cao Trường. Két xạ nhiệt turbo bao nhiêu? Bác chia sẻ hình ảnh nhé. Ok, hôm nay mình sẽ chia sẻ video và hình ảnh phân biệt hàng xịn và hàng thường cho anh em biết về cái két xạ nhiệt của con Ford Transit anh em nhé. Giới thiệu anh em nhanh và luôn là đây, phía trước mặt anh em biết là cái két giải nhiệt của turbo, két giải nhiệt turbo hay gọi là cái két turbo, két làm mát turbo. Thì công dụng chính chủ yếu của nó chính như cái tên gọi của nó, tức là khi mà turbo nó hoạt động nó rất là nóng, sinh ra một cái lực nóng rất là nóng khi mà nó thông qua cái két làm mát turbo này. Đây, phía hai phía đầu này thì sẽ gắn hai cái đầu ống cao su, một ống lấy gió vào, một là thải gió ra, một đường gió vào một đường gió ra. Thì qua những cái két như thế này thì cái này bằng nhôm mà nên nó sẽ làm hạ nhiệt được cái nhiệt của xe turbo của mình. Thì quay trở lại về cái cách chia sẻ về cái hàng xịn và hàng thường thì giới thiệu ngay cho anh em biết, ở phía dưới của mình thì mình chỉ tay này thì nó là cái hàng xịn và phía trên là của nó là hàng thường. Thì cái những cái nguyên nhân dấu hiệu nhận biết sau đây. Thứ nhất, hàng xịn của nó thì nó sẽ có cái tem này, tem GMC này. Của ông hàng thường thì sẽ không có nhá. Hàng thường sẽ không có đâu. Đấy, nghĩa là vỏ hộp, ngoài vỏ hộp ra thì bây giờ nếu mà nó mất vỏ hộp rồi mà không có hay còn không còn vỏ hộp thì anh em mình làm thế nào? Bây giờ anh em mình so sánh cho mình đến hai cái để gần nhau đi. Ok. Phía đầu turbo này, cái đầu nhôm để gắn cái ống cao su turbo vào đây thì hàng xịn của nó thì nó sẽ làm rất là khít. Mình cũng không biết là nó hàn hay là nó gắn công nghệ kiểu gì nhưng mà sẽ không lộ cái mối hàn ở đây. Ông hàng thường thì sẽ có, đấy, lộ hàn đây. Ok. Lộ mối hàn đây. Này là nó sẽ gắn với nhau ở những cái đinh này. Những cái hệ thống ngoàm khóa G. Đấy. Anh em thấy không? Phía chân bắt của nó cũng xịn anh em nhé. Đây, chân bắt này. Ông hàng thường đây. Đấy, quay tiếp sang bên này thì thằng hàng xịn thì nó sẽ có cái mã. Để mình xoay như thế này anh em dễ này. Đây là cái mã sản phẩm của nó này, có logo Ford ở trên này. Ok chưa anh em, mình thấy ok chưa? Còn ông hàng thường thì không có. À đây, ông hàng thường cũng có mã. Nhưng mà cái mã này là mã gọi là mã viết lên thôi. Đấy. Đến tiếp theo này, theo mình cái điều quan trọng nhất là cái này này. Anh em mình có thấy chữ Formoco ở đây không? Formoco là gì? Viết tắt của Ford Motor Company, tức là cái công ty tập đoàn của Ford anh em ạ. Thì hàng thường thì đây không có anh em nhé. Nếu anh em mình có thắc mắc hay là bất kỳ các muốn phân biệt phụ tùng hàng xịn hay là hàng thường về tất cả các sản phẩm gì của Ford Transit hay bất kể dòng xe nào, hãy comment bên phía dưới nhé. Mình sẽ làm video trả lời lần lượt từng anh em. Như vậy là qua một cái vài phút ngắn ngủi, mình sẽ chia sẻ cho anh em biết được cái phân biệt hàng xịn và hàng thường của con két giải nhiệt hay gọi là cái két làm mát turbo của Ford Transit. Hy vọng là anh Cao Trường cùng với một số anh em đã đăng ký hoặc chưa đăng ký kênh của mình ấy thì xem được clip này, hãy chia sẻ cho người biết đến, đăng ký kênh mình bên phía này, truy cập web bên phía này để mua hàng nhé. Phạm Văn Auto, phân biệt thật giả, hun đúc niềm tin. Chúc anh em mua hàng thông thái.